Giang, xem mẹ ở đây. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với cả channel ATK Giải Trí. Như thường lệ thì em Huy hay lên phố đi bộ để gặp đôi. Nhưng mà hôm nay em Huy xuất hiện ở Mai Dịch này là có một chuyện cực kỳ quan trọng ngày hôm nay em Huy cần phải làm. Và mọi người cũng thấy đây em Giang là em gái xinh xắn ngày trước, mấy hôm trước ấy thì mình cũng nhờ em ý để ghép đôi quay tập trước của mình, cũng xảy ra một số chuyện mình cũng rất là buồn. Thì bây giờ cũng để em Giang giới thiệu lại cho những bạn chưa biết, và cũng là lý do tại sao mà bây giờ mình và Giang xuất hiện tại đây nhá. Nào, Giang nói một chút chuyện với cả những người đang xem chương trình nhá. Em chào anh Huy ạ, em chào mọi người. Em là Đào Hương Giang, em sinh năm 2003. Thì tập trước tại anh Huy cứ rủ em tham gia ghép đôi, xong rồi tình cờ người yêu của em lại nhìn thấy về bọn em chia tay rồi ạ. Thì giờ anh phải giúp em quay lại ấy. Chết, cái đấy là sự cố thôi, nhưng mà thôi thì cũng gọi là cái lỗi do anh là mời em, thì cũng là lỗi do chương trình cũng ấy lấy quá, từ hôm đến về giờ cũng trao đổi với em qua tin nhắn đấy thì ấy lấy quá trời luôn. Thì hôm nay ok, hôm nay anh và ekip đã dậy sớm rồi, đã có mặt tại đây vào buổi sáng ngày hôm nay để có thể là tìm gặp bạn Nam. Thì cũng như lời Giang kể thì là bạn Nam hay chạy bộ buổi sáng ở trong cái khu vực này. Thì hôm nay mình và ekip đã gọi là đứng thật là sớm ở đây để có thể chờ bạn Nam ra và có thể tiếp cận bạn Nam, thử xem, để mình ra mình tiếp cận bạn Nam, hỏi bạn Nam xem là có thể ghép đôi được hay không, thì mình sẽ giấu là không báo cho bạn Nam biết là bạn Giang. Ok chưa? Thì chắc là bây giờ mình và ekip sẽ đi tìm bạn Nam một chút thôi, cũng không liên thuyên kéo dài thời gian của mọi người nữa. Bây giờ chúng ta cùng đi nhá. Em tạm thời tránh mặt một chút để anh có thể là đi tìm bạn Nam và tạo một tình huống cho hai người gặp nhau nhá. Ok, chúng ta cùng đi nào. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với cả channel ATK Giải Trí. Như thường lệ thì mỗi tuần thì bên mình đang làm những cái group gọi là ghép đôi đường phố. Thì thường thường mọi mình luôn luôn ghép đôi trên phố đi bộ, và ngày hôm nay mình ở cái khuôn viên này rất là đặc biệt. Hôm nay mình đi dạo qua thôi, gặp lại bạn Nam này. Bạn Nam này như mọi người theo dõi cái tập trước thì bạn Nam là người yêu của bạn nữ tập trước mình ghép đôi, thì cũng gọi là có lỗi của chương trình một chút để cho tình cảm của hai bạn rạn nứt ấy. Thì hôm nay mình cũng chủ động liên hệ với bạn Nam này để tìm lại cho bạn ý một nửa của mình. Thì bạn Nam xin phép bạn giới thiệu một chút để cho khán giả cũng như là mọi người đang theo dõi và buồn cho bạn cái câu chuyện trước biết. Okay. Chào mọi người nhá. Mình tên là Ninh. Mình hiện tại đang là sinh viên. Ngoài giờ học mình còn chạy Grab để kiếm thêm đỡ công việc học của mình. Hiện tại mình vẫn chưa có người yêu. Riêng ngày hôm nay mình đã tìm cho bạn Nam một bạn nữ cực kỳ xinh. Thì cũng không để mất thời gian của bạn Nam và cũng của tất cả mọi người xem chương trình nữa. Thì bây giờ mình xin mời bạn Nam qua chỗ bạn nữ ghép đôi luôn nhá. Đi, mình cùng đi. Chào mọi người, đây là cặp đôi tham gia chương trình ghép đôi của ATK Giải Trí ngày hôm nay. Bạn Nam cao to, đẹp trai, bạn nữ xinh gái, nhỏ nhắn, đúng không ạ? Thì để đặc biệt hơn tất cả các chương trình ghép đôi khác, thì hôm nay ATK Giải Trí sẽ đưa ra một cái mô típ ghép đôi cực kỳ gọi là lạ, là sẽ không cho mọi người giới thiệu trước, cũng không cho mọi người nói chuyện trước,
Đấy, chưa biết giọng nói của nhau như thế nào, hay là chưa biết vùng miền của nhau như thế nào, cho mọi người tiến ngay đến bước thứ hai là sờ và cảm nhận. Wow. Và tương tác trực tiếp, sau đó bắt đầu mới là biết là giọng miền của ai. Đấy, và không luyên thuyên linh tinh nữa, đi ngay vào chương trình. Bây giờ chắc bạn nữ và bạn nam các chắc cũng gọi là hồi hộp lắm đúng không? Cái chuyện này bình thường. Nhưng mà mình xin nhắc lại, bạn nam và bạn nữ chỉ được tương tác với nhau bằng những cái gật đầu và qua lời nói của mình. Chúng ta sẽ không được nói nhá, để tránh trường hợp là lộ là miền Bắc hay miền Nam, hay là giọng có hay không nhá. Ok chưa? Thì đầu tiên để tiến tới chương trình đấy, là phần sờ và cảm nhận. Và để ưu tiên bạn nữ trước, để cho bạn nữ sờ trước nhá. Mình sẽ đặt ngẫu nhiên tay bạn nữ vào một bộ phận đi, khả năng bạn nữ thích này. Đấy. Hai tay đi em. Hết 5 giây, hết 5 giây rồi. Thảm quá. Sờ đúng cái chỗ nhạy cảm cho thích. Đến bạn nam đúng không? Bây giờ bạn nam khả năng là thường thường. Thôi chúng ta cứ sờ chỗ này cho nó gọi là ai cũng thích đúng không? Đó. Hết 5 giây sờ và cảm nhận rồi đúng không? Thì cũng như là lúc nãy mình đã nói, thì bây giờ mình sẽ đến một phần mới, không giống như tất cả các chương trình các đôi khác. Đó là một phần tương tác và cảm nhận. Thì bây giờ xin phép hai bạn đến ngay với cái tiết mục đấy. What? What the fuck? Đó là ôm nhau và cảm nhận với nhau 10 giây, vẫn không được nói gì nhá. Chỉ ôm nhau và cảm nhận nhau 10 giây thôi, chưa lêu ra nhận xét vội. Nào bây giờ hai mọi người tiến gần lại với nhau nào. Đấy, thoải mái ôm nhá. Ôm chặt vào một chút nhá. 1 Thời gian rồi các bạn ơi. Nào bây giờ bạn nữ đứng đây này. Bạn nam. Rồi ok, hai bạn vẫn đứng nguyên vị trí giúp mình nhá. Để khả năng bây giờ hai người đã biết rằng là đối phương gầy hay béo, cao hay thấp rồi đúng không ạ? Nhưng mà để chứng minh được cho bạn nữ biết là bạn nam liệu có thể che chở cho mình được hay không, thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái thử thách cho bạn nam nhá. Để cho bạn nam chứng minh được cái sức khỏe của mình, bạn nam bây giờ sẽ cóc bạn nữ trong vòng 10 giây đúng không ạ? Bạn nam có làm được không ạ? Bạn nam làm được đúng không ạ? Là bạn nam gặp đầu rồi. Bây giờ bạn nam, hai bạn bị mắt thì hơi khó khăn để mình hỗ trợ hai bạn nhá. Đây. Đấy, bạn nữ có thể là bật mạnh lên để cho bạn nam cao. Ok, mời bạn nữ xuống. Đây, bạn nam quay lại vị trí của mình. Giờ bạn nam sẽ đứng đây cho mình nhá. Bạn nữ sẽ đứng đây tiếp cho mình. Hai bạn đứng gần lại chút, quay ra đây cho mình. Rồi, ok chưa? Đấy, khả năng là qua 3 cái tiếp xúc thì các bạn đã biết được rằng là đối phương mình béo hay gầy, hay là có khỏe hay không, đúng không? Sẽ có những cái cảm nhận riêng của nhau. Thì để tránh cái trường hợp là bị lộ, what the hell, lộ thông tin hay là ngại với nhau, thì mình xin phép là mời bạn nam và bạn nữ ra riêng một chỗ để có thể là hỏi ý kiến của hai bạn, đúng không? Thì bây giờ bạn nam nhiều bạn nữ thì mình hỏi bạn nữ trước nhá. À, bạn nữ đi đây với anh. Đấy thì lúc đấy em cũng đã ôm lại người yêu rồi, nhưng anh cũng phải hỏi chắc chắn với em là em có yêu bạn ấy thật không? Có chứ anh. Có đúng không? Thì tẹo nữa sẽ mở mắt ra thì bạn ấy sẽ biết em là ai nhá. Thì cái này thì anh cũng chỉ giúp được đến đây thôi nhá. Thì còn lại thì em sẽ nhờ vào em. Em sẽ nói chuyện bạn ý, thuyết phục bạn ý làm sao nhá. Thì hôm nay hẹn và đến đây rồi thì anh cũng tất cả thành công hay không thì cũng là do em nhá. Ok nhá, để anh ra anh hỏi cái bạn nam nhá. Đấy thì lúc nãy thì cũng ôm rồi, cõng cũng cõng rồi.
mà chạm vào bộ phận nhau cảm nhận rồi thì bây giờ bạn có đoán được bạn nữ này là cao hay thấp, bay lùn hay béo, hay là tính cách như nào không? Thực ra mình thấy vóc dáng của bạn nữ này cũng có vẻ hơi quen. Quen là như thế nào ấy ạ? Bạn có đoán được là bạn nữ này có béo hay gầy như thế nào không? Hay một cảm giác quen là như thế nào? Mình cũng không biết nữa, tại vì là mình cảm thấy là có một cái gì đấy cũng khá là thân thuộc. Chắc có thể là gặp bạn ấy ở đâu rồi. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Gặp bạn ấy ở đâu rồi. Thế bây giờ nếu mà trên thang điểm 10 ấy, bạn chấm cho bạn nữ thì không biết là bây giờ bạn chấm cho bạn nữ khoảng bao nhiêu điểm? Chắc là được khoảng 8 điểm. 8 điểm đây là điểm của ngoại hình đúng không? Còn 2 điểm kia là xem tiếp xúc nói chuyện hay là cái tính cách như thế nào. Để cho nốt 2 điểm là 10 điểm đúng không? 8 điểm là một con đường, cái số điểm rất là cao rồi. Ok, để bây giờ không mất thời gian của bạn nữa thì chúng ta ra đến ngay cái phần lộ mặt nhá. Và tương tác và lựa chọn. Ok, mời bạn ra đây với mình. Ok, bây giờ thì mình đã gọi bạn nam và bạn nữ ra ngoài riêng để hỏi ý kiến với nhau rồi. Thì bạn nữ đánh giá về bạn nam là 9/10, số điểm rất là cao. Còn bạn nam đánh giá bạn nữ là cũng con số là 8/10, cũng khá là cao rồi. Chỉ là có 2 điểm là do giọng nói và là tiếp xúc với tính cách thôi. Vì cái chương trình của mình mới lạ là không cho mọi người nói chuyện với nhau. Đấy, thì bây giờ để đến bước mà quyết định là hai người để có thể là nói chuyện với nhau và gặp mặt nhau lần đầu tiên, thì bây giờ hai người có thể là bỏ cái bí mật ra và gặp nhau nói chuyện, chủ động hỏi nhau và làm quen với nhau nhá. Bây giờ bạn nam bỏ bí mật ra, bạn nữ bỏ bí mật đi đây ạ. Giang, sao em lại ở đây? Thì em nhờ chương trình để có thể kết đôi. Cậu bạn lần trước vẫn chưa đủ à? Linh ơi, tôi mới nói chuyện với ông rồi thì tôi cũng thật sự xin lỗi. Bởi vì bây giờ là chương trình chúng mình cũng sắp kết thúc rồi. Thì Linh cũng đồng ý ghép đôi rồi. Bởi vì lúc anh nghe Linh chia sẻ lúc ngoài kia thì cũng thấy Linh cũng hơi buồn về chuyện này. Thì Giang có đến nhờ chúng mình giúp ấy. Thì thôi bây giờ Linh cũng đã tham gia chương trình rồi. Thì cố gắng tham gia nốt chương trình. Cũng coi như là tôn trọng chương trình của lẻ mặt mình một chút. Tiếp tục nốt chương trình nhá, được không ạ? Có gì là mình sẽ cảm ơn bạn. Ok nhá. Vậy thì hai bạn sẽ có 1 phút để trò chuyện, nói chuyện với nhau, hỏi thăm hay là làm quen. Bước trước là quen, bây giờ hai người quen nhau rồi thì bây giờ mọi người có thể là hỏi thăm nhau trong vòng 1 phút nhá. Ok, bây giờ 1 phút cho mọi người nói chuyện với nhau. Anh vẫn ổn. Mục đích của buổi gặp là em muốn gặp anh để làm gì? Thôi, bây giờ 1 phút hai bạn nói chuyện cũng đã qua rồi, cũng hơi căng thẳng một chút. Thì để tiếp theo chương trình luôn nhé, để không mất thời gian của hai bạn nữa. Thì bây giờ mình cũng mời hai bạn đến luôn cái phần tiếp theo, là phần gửi đến nhau những tài năng với nhau. Đấy, thì lúc ấy Linh cũng đăng ký với mình rồi là Linh sẽ hát đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ Linh sẽ hát tặng bạn nữ một hai câu gì đấy. Linh cứ bình tĩnh nhá, vấn đề cứ bình thường thôi. Như tham gia một cái chương trình ghép đôi bình thường thôi. Đấy, thì mình có thể là tặng bạn nữ một đoạn, một bài gì đó mà mình thích nhá. Là bây giờ bạn Linh. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài chẳng thấy chút ấm áp, chút cô đơn riêng mình. Nào anh đi
trái tim này buồn biệt mày. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một điều. Dù tình ta vỡ đôi, em vẫn yêu anh. Đây là bài hát mà anh từng hát cho em kể từ ngày chúng ta chia tay đến giờ. Ngày nào em cũng nghe và nhớ đến anh. Em xin lỗi, em đừng không yêu anh. Chúng ta về với nhau anh nhé. Em xin lỗi. Anh sẽ không để mất em nữa. Anh xin lỗi. Ok là hai bạn lại đây nào. Hai bạn lại đây nào. Đây. Đấy thì cũng gọi là hơi, bây giờ anh cũng hơi bối rối chút, anh chả biết nói gì nữa. Thì cũng thấy tình cảm của hai đứa dành cho nhau đây, Linh cũng gần với một chút. Đây là bạn của bạn. Đấy các bạn ạ. Dù mọi người đi đâu chẳng nữa hay là xảy ra một vấn đề gì nữa, thì trong tình yêu bao dung vẫn là cái thứ luôn luôn phải có trong tình yêu, đúng không ạ? Thứ hai bạn này còn yêu thì sẽ quay trở lại thôi. Thì Giang nhá, anh cũng giúp em thì đây là hết mực rồi. Cũng rất là vui vì em đã tìm lại được bạn Lam. Thì thôi Linh, thay mặt chương trình thì cũng xin lỗi trong thời gian qua đấy, để hai người phải tạm thời xa cách nhau. Thì thôi, khả năng là người chia tay hai bạn gặp nhau hẹn luôn đi chứ tính lên từ ga tô quá. Nếu bạn còn lời nói gì nói với các thành viên của ekip hay là các bạn đang xem không? Vâng, em thực sự cảm ơn ekip đã giúp em quay trở lại được với người yêu của em ạ. Em rất cảm ơn ạ. Bạn Linh còn muốn nói gì với ekip không, hay là với những người đang xem ủng hộ, hay là những bạn mà đang binh đang ủng hộ, hay là ủng hộ tinh thần của bạn trong những tập trước, và còn lời gì muốn nói với mọi người không? Cảm ơn mọi người đã giúp mình tìm lại được người yêu của mình. Ok, vậy thì cũng không làm mất thời gian của hai người nữa. Thì hai người bây giờ đưa nhau về ăn sáng hay là đi đâu chơi đi nhá. Ấy gato quá. Nha, bye bye. Bye bye. Rồi, thế thôi. Cũng coi là may mắn để Giang có thể tìm lại, quay lại với cả người yêu. Cũng không gọi là hổ thẹn hay là từ hôm nọ đến giờ ekip cực kỳ hổ thẹn luôn, thì cũng là thoải mái thôi. Ok nhá. Vậy thì các bạn nếu thấy hay, nhớ like, subscribe và chia sẻ cái link bên dưới giúp mình nha. Bye bye.